dĩ dầu ngõ về điều liêu ngộ ngang của đôi nhau mưa lòng phím chung từng đào ngã nghiêng đêm bên mê chân ai cõi lòng mắt lệ chúa cay từ khi tất lòng muốn phiền bên xưa u hoài ai nhớ thương ai tiếng lòng ngổn ngang đêm sầu giăng điều hiu chiếu chăng vì đâu nỗi sầu muôn phiền nhớ thương em về xuống sang tơ lòng giấc mơ phù du mất còn khóc đời bơ vơ nước mắt dây quanh cõi lòng xót xa u hoài bóng nhỏ liêu xiêu bước chân tìm nhau lối về chẳng thể chơi vơi đắng cay lệ rơi tiếng đàn nhỏ giọt thương đau sầu ai ngã dấu xưa buồn hiu tháng ngày mắt sầu lệ đau rồi mai ước thề tan mong tiếng than đêm dài ai nhớ thương ai bên đời hằng hiu hiu Bây giờ công ty đang gặp khó khăn. Bác Hoàng vừa muốn lo chuyện của công ty, vừa muốn chăm sóc cho Ngân. Nhưng mà sức khỏe của bác thì dì ba với Ngân cũng thấy rồi đó. Nên dạ, dì ba, con cảm ơn dì. Con thấy tiện nhất là dì ba với Ngân dọn về bên đó ở đi. Đúng đó chị. Sau đợt bệnh vừa rồi á, tôi thấy ông chủ ông yếu hẳn đi. Theo tôi biết á, là ông chủ ông thương chị dữ lắm, lúc nào cũng nhớ tới chị hết. Chị nói cái gì vậy? Tụi tôi già rồi. Tôi nói thiệt mà. Tôi làm cho ông chủ cũng gần 20 năm rồi, từ hồi mẹ của ông chủ còn sống nữa kìa. Lúc đó bà cứ giục ổng cưới vợ mà ổng đâu có chịu. Cũng có nhiều người muốn tới với ổng nữa nhưng mà ổng đều từ chối hết à. Ban đầu tôi cứ tưởng là ổng còn nhớ thương vợ cũ, nhưng khi gặp chị tôi mới biết người ổng thương là chị. Không có đâu, là ổng thương vợ ổng thôi. Không phải đâu. Rõ ràng là tôi thấy ổng ưa cầm cái tấm hình lúc chụp chung với chị còn trẻ đó. Cho nên là lần đầu tôi gặp chị là tôi nhận ra liền ha. Dì ba, con thấy là bác Hoàng rất thương dì. Bây giờ dì cũng đã đoạn tiệc với lại bác Diệp rồi. Hay là dì với bác Hoàng trở lại bên nhau đi. Để Ngân có mấy ấm gia đình. Cũng mấy chục năm rồi hai cha con mới gặp lại mà dì. Con nói đi đâu vậy? Dì với ông Hoàng đã không còn tình cảm gì với nhau nữa rồi. Dạ. Nhưng dù gì, ông cũng là cha của con Ngân. Con có muốn dọn về bển không Ngân? Dọn về đi cô Ngân, cho hai cha con ở cạnh nhau. Hai người xa cách nhau mấy chục năm rồi còn gì. Ông chủ cũng đã nhường phòng lại cho cô rồi, khỏi phải lên xuống mất tiện. Ngân, em còn suy nghĩ gì nữa? Đi đi em. Mẹ, hay mẹ con mình dọn về bên đó đi, để con khỏi mất công chạy đi chạy lại, vì sao cũng đỡ cực. Khi nào mà chân con bình phục thì lúc đó mình tính tiếp nha. Dì ba. Mẹ. Dì đồng ý rồi. Vậy thì tốt quá, bác Hoàng sẽ rất là vui. À, dì sao? Dì đi soạn đồ. Rồi, rồi, rồi. Thôi, thôi, để dì nhận đồ cho con nghe. Trời ơi, mừng quá, mừng quá đi.
đây nữa. Dạ. Cảm ơn anh Long nha. Nhà đẹp quá ha. Anh khát nước quá. Em có thể cho anh một ly nước được không? Dạ. Anh vô nhà chơi. Anh Long ngồi chơi đi, em đi lấy nước nha. Anh uống nước đi. Cảm ơn em. Em ở trọ với ai? Vẫn ở chung với Trang hả? Dạ không, em ở một mình. Trang nó về quê làm việc luôn rồi anh. Ở một mình mà thuê nhà bự dữ vậy đó hả? Dạ. Em mệt hả? Thôi, vậy anh đi về, không làm phiền em nữa. Em vô thay đồ rồi ngủ sớm đi. Dạ, vậy anh về cẩn thận nha. Anh về nha. Dạ. Em dạ ngủ ngon nha. Cảm ơn em. Vậy là sao? Sao là sao? Anh ngồi xuống. Em tới thăm anh Long. Tiện đường ảnh đưa em về thôi. Bộ anh ghen hả? Mới hồi nãy anh còn gặp em ngồi ăn uống vui vẻ với nó lắm mà. Thì em gặp anh Long cũng là vì anh thôi. Tại sao vì anh? Thì bây giờ anh Long đã nhận lại chú Hoàng, tung tin với báo chí chiếm chỗ của anh. Em muốn coi anh Long có sơ hở gì không để còn giúp anh. Thằng khốn đó, anh đúng là đã xem thường nó. Anh Long năng lực không thể nào mà bằng anh được. Sớm muộn gì chú Hoàng cũng sẽ nhận ra thôi. Tất nhiên rồi, anh biết điều đó mà. Nhưng nó cũng không phải là đứa vô dụng. Nó có vẻ vẫn còn thích em đó. Hay là em giúp anh tiếp cận nó, đâm sau lưng nó, vừa hại được Trần Gia mà vừa giúp được cho công ty mới của anh nữa. Nếu vậy em phải vô công ty làm việc thì em mới tiếp cận được chứ. Anh sẽ kêu thằng Hủ sắp xếp cho em. Dạ. Nhưng chỉ là tiếp cận công việc thôi đó. Em biết rồi mà. Nếu mà em thích anh Long á, thì mấy năm mà anh theo đuổi em đã chấp nhận rồi. Anh đó, anh đừng có ghen nữa nha. Anh á, dự định thời gian tới sẽ làm đám cưới, nhưng không ngờ lại xảy ra sự cố như vậy. Em chịu khó chờ anh thêm thời gian nữa nha, để anh tập trung cho công ty mới ổn định. Em biết rồi. Anh cố gắng lên. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Cậu Long, con trai mới nhận của anh Hoàng á, năng lực ra sao cậu có biết không? Dạ, cái này thì tôi cũng không tiện nói. Long cũng chưa có kinh nghiệm nhiều, cho nên chưa thể đánh giá được gì. Chưa có kinh nghiệm sao dám giao nhiệm vụ quan trọng vậy? Sao không đi tuyển người ngoài? Biết bao nhiêu người có năng lực, lại thêm một người nữa như cậu Khánh thì sao? Anh Hoàng không phải là một người không biết tính toán. Cậu Khánh là một người có năng lực đó. Chỉ tại hơi gian manh thôi. Còn cậu Long, tôi nghĩ chắc không đến nỗi tệ đâu. Cho nên anh Hoàng mới đưa cậu ta vào đây. Cứ chờ thời gian xem sao đã. Chào mấy anh. Chào anh Hoàng. Chào anh Hoàng. Giám đốc. Xin được giới thiệu, đây là Long, con trai tôi. Dạ. Dạ, chào hai chú. Chào cậu. Mọi người ngồi đi. Dạ. Như tôi đã nói với hai anh, kể từ hôm nay tôi sẽ chính thức bổ nhiệm Long thay thế chức vụ của Khánh.
Hy vọng cậu sẽ là thế hệ tiềm năng để vực dậy công ty. Cố gắng lên cháu. Trước mắt thì sẽ có nhiều khó khăn đó. Dạ, cháu cảm ơn hai chú. Cháu sẽ cố gắng hết sức mình. Ghế em thiệt, nhưng mà trách nhiệm chắc là nặng nề lắm đây. Mình phải cố gắng mới được. Bây giờ mình bắt đầu từ đâu đây ta? Làm gớm mấy tháng liền tôi không có xoay ra được sản phẩm nào hết. Rồi chú Sáu mới nói với tôi, quan trọng là phải xác định được tâm của đất thì mới xoay ra được sản phẩm đều. Bộ anh không thấy nhiều chuyện trong cuộc sống cũng giống như chuyện xoay gớm hay sao? Nếu như mình nhìn ra được mấu chốt của vấn đề, chuyện gì cũng giải quyết được thôi mà. Bây giờ mình phải làm gì đây ta? Vô đi. Cha. Mới ngày làm việc đầu tiên mà chăm chỉ vậy rồi hả? Tôi coi lên mấy hồ sơ. Đang định lên kế hoạch mới cho công ty, tiếp cận lại các đối tác đã ký hợp đồng. Long nè, cái này coi bộ khó đó. Hiện giờ chị bằng Long cứ dồn sức mình tìm đối tác mới. Tôi thì nghĩ khác. Mình phải đứng dậy từ nơi mình vấp ngã, lấy lại niềm tin từ họ. Chỉ cần đối tác cũ quay lại khẳng định chất lượng của mình, lúc đó đối tác mới thì họ sẽ tự tìm đến mình thôi. Cái đó thì tùy Long thôi. Tôi chỉ sợ Long tự đưa mình vô đường khó. Tôi nhắc Long thôi. Cảm ơn Hữu. Ừ. Còn về trợ lý của Long á, sẽ do bác Hoàng chọn. Còn Long á, Long sẽ tự chọn thư ký riêng cho mình. À, Long qua đây, tôi cho Long coi này nè. Đây là tất cả các hồ sơ người ta ứng tuyển vào công ty của mình. Và có những hồ sơ á, ứng viên rất tiềm năng Hữu đã tìm được trên các trang web tìm việc làm. Trong đó có một hồ sơ rất đặc biệt. Đây. Đâu, hồ sơ nào? Đây. Long coi đi. Là Nhi hả? Ừ. Nhi đang làm trong công ty xuất nhập khẩu mà. Tôi cũng mới vừa gặp Nhi. Đâu có nghe Nhi nói là thôi việc bên công ty đó đâu. Hữu không biết. Hữu chỉ tìm thấy ở trên mạng thôi. Chắc là Nhi muốn tìm thêm cơ hội hay sao đó. Nhưng mà Hữu thấy hồ sơ của Nhi rất là ấn tượng đó. Long, Long thấy sao? Hay là Long liên lạc lại với Nhi đi. Dù sao á, chỗ quen biết cũng hiểu ý nhau hơn người xa lạ. Thì Hữu cứ làm giống như những ứng viên khác đi. Cũng chưa chắc là Nhi thích làm việc bên công ty của mình. Được rồi. Có gì Hữu sẽ tìm hiểu. Cảm ơn Hữu. Dùng trà đi. Thôi mẹ đừng bóp chân cho con nữa. Mẹ đi ngủ đi mẹ. Chút nữa rồi mẹ đi ngủ. Bác sĩ nói chân con phải massage thường xuyên để lưu thông máu huyết đó con. Mẹ để đó đi, con tự bóp cũng được mà. Mẹ, mẹ ngủ sớm đi, con sợ mẹ mệt lắm. Mẹ đã nói là mẹ chưa buồn ngủ, mẹ không mệt mà. Với lại ông Hoàng cũng chưa có về. Mẹ để ba hả mẹ? Đâu có. Tại mấy bữa nay
Mẹ thấy ông về trễ lắm. Hình như công ty ba có việc gì đó. Mấy hôm nay con thấy ba về khuya lắm. Tối nào ba về, ba cũng mở cửa phòng nhìn con ngủ. Lúc đó ba tưởng con ngủ rồi hay sao á. Đúng là ở phương diện làm cha thì ông không có gì đáng để chê trách hết. Mẹ, con cảm nhận được mà. Con thấy ba thương mẹ lắm. Có thể năm xưa ba có nỗi khổ thật sự đó mẹ. Mẹ ơi, mẹ nói thiệt cho con biết đi, mẹ có thương ba con không mẹ? Đúng là ngày xưa mẹ rất là hận ổng, nhưng bây giờ thấy ông đối xử tốt với con, mối hận đó cũng bớt đi. Nhưng mà nói thương thì chắc chắn là không. Trong lòng mẹ, người mẹ thương nhất là con đó. Con cũng thương mẹ của con nhất. Mẹ già rồi, cũng không sống với con lâu được. Con cũng phải kiếm người để thương con đi. Mẹ thấy thằng Hữu rất là tốt với con. Thôi mẹ, mẹ đừng nói chuyện này nữa. Mẹ nói thiệt mà, con hãy cho thằng Hữu một cơ hội đi. Nó là một đứa rất tốt. Mẹ, hình như là ba về. Mẹ ra coi thử đi mẹ. Ừ, để mẹ ra. Ông chủ với cậu Long ngồi nghỉ đi, tôi đi pha nước chanh cho hai người uống nghe. Trời đất, Long, sao hai cha con uống say dữ vậy? Dạ, hôm nay con với ba phải đi tiếp người bên công ty, bên đối tác á gì, cho nên hai cha con uống hơi nhiều. Ba, con thấy chắc là ba mệt lắm rồi. Ba lên phòng nghỉ ngơi đi, giờ cũng trễ rồi, con xin phép con về. Nè Long, con sai như vậy sao mà về được? Dạ con không sao đâu. Không được, con về nguy hiểm lắm. Con ngủ lại đây đi, sáng mai rồi về. Con ở lại đây đi, sáng mai về. Giờ giờ này nguy hiểm lắm. Ông nè chị, nè cậu uống miếng cho ông uống miếng nước nè cho nó tỉnh. Cậu Long, cậu ở lại đây ngủ nghe. Sáng mai là chủ nhật mà, cả nhà ai cũng được nghỉ hết á. Cô Ngân á, cậu cũng không đi tập vật lý trị liệu nữa. Cậu ở lại đây ăn cơm chung với ông chủ, chứ hồi đó tới giờ ông chủ với hai cô cậu chưa có ăn chung bữa cơm nào hết. Dạ. Vậy tối nay con sẽ ngủ lại, rồi sáng mai con sẽ về sớm để con đưa ba lên phòng. Từ từ ông, cẩn thận nha. Trời ơi, sao mình ngủ dữ vậy nè. Thank you.
Có những chuyện Long đã cố gắng buông rồi mà. Đừng có để bụng rồi lại yếu lòng. Tôi chỉ tình cờ đến đây thôi, chứ không có gì đâu. Thôi, tôi về nha. Cậu Long, tôi nấu cơm xong rồi, cậu ở lại ăn cho vui nha. Lâu lâu á cả nhà mới có dịp đoàn tụ mà. Dạ, con cảm ơn dì. Con có việc con phải về, để bữa khác nha dì. Ừ. Không phải Long đã nói là sẽ buông bỏ rồi sao? Phải can đảm đối mặt chứ. Long còn trốn tránh, tức là trong lòng Long vẫn chưa buông bỏ được. Tôi đã bỏ lâu rồi. Yên tâm. Vậy thì ở lại ăn cơm với mọi người đi. Phải đó cậu, ở lại ăn cơm nghe. Dạ. Ba con với dì ba đâu rồi dì? Mọi người đang ở trên lầu á. Vậy để con lên mời ba con với dì xuống ăn cơm. Tôi cảm ơn cậu nha. Cũng may á là nhà có cậu Hữu á, chứ không á là cậu Long cậu giờ mất tiêu rồi. Chắc cậu với mẹ con chị ba có mâu thuẫn gì đây ha. Cũng tội cho ông chủ, con hai ba dòng mà. Dì sao? Dì không biết á thì đừng có nói bậy. Không phải là mâu thuẫn gì hết. Long và Ngân đang yêu nhau, còn suýt làm đám cưới nữa. Dì không biết chuyện đó sao? Cái gì? Anh Hữu. Em sao vậy? Bộ chân em đau hả? Ừ. Anh đưa em xuống ăn cơm nha. Chị, đổ nước mắm hết rồi. Tôi sơ ý quá. Chị sao vậy? Tại vì tôi mới phát hiện ra một chuyện. Tôi thấy sốc quá. Chuyện gì vậy chị? Cũng không có gì đâu. Chị có hàng xóm thôi à. Chị lấy khăn lau đi. Dạ dạ. Em nhìn chắc nha. Dạ. Hữu à, để tôi phụ với Hữu một tay nha. Long. Hả? Hữu làm được mà. Vậy Hữu làm đi. Ừ. Sương ngủ có được không? Ngủ ngon mà. Long à, ngồi dạ, xuống đi con. Con ngồi đi con. Dạ. Ngân, hôm nay dì có nấu món canh chua con thích dạ. Nè chị sao nấu món ăn phong phú quá vậy ta? Dạ lâu lâu mọi người mới có dịp đoàn tụ mà. Dạ mọi người ăn cơm ngon dạ, miệng. Cảm ơn dì con. Cô mời ba. Ừ. Cô mời dì. Cô mời. Dạ hồi tối hôm qua bộ anh hai ngủ lại đây hả? Vậy mà em không có hay. Tại tối hôm qua anh hai xỉn quá cho nên ba không có cho anh về. Em với dì ba vẫn đi tập đều chứ? Dạ. Em cũng cố gắng bình phục để mẹ đi phẫu thuật nữa. Với lại để em với anh Hữu có bắt đầu mới nữa chứ. Nói vậy hai đứa con. Dạ, tụi con đang tìm hiểu nhau đó ba. Thiệt ra là con yêu Ngân đã từ lâu lắm rồi, mà bây giờ Ngân mới cho con cơ hội đó. Vậy thì tốt quá. Dì cũng mong là hai đứa có thể tới được với nhau. Dạ. Hai đứa yêu nhau thiệt tình, ba cũng vui lắm. Dạ, con cảm ơn dì. Con cảm ơn ba mẹ đã đồng ý tác hợp cho hai đứa tụi con. Còn anh hai nữa. Hả? Anh mà mau có bạn gái đi chứ, để em còn có chị dâu nữa. Đúng rồi đó. Anh điều kiện tốt như vậy, đẹp trai lại tốt bụng nữa, cho nên có biết bao nhiêu cô gái theo đuổi. Anh đang không biết là chọn ai bỏ ai đây, cũng đang rất là đau đầu. Thôi chết rồi, con quên nữa. Con có một cuộc hẹn rất là quan trọng. Con xin phép ba. Con xin phép gì? Anh về nha. Ngân, Hữu. Anh Long về.
cơm đi. Con thấy còn no quá, để lát nữa con ăn sau nha. Con xin phép về phòng nghỉ. Anh Hữu, anh đưa em về phòng nha. Được rồi. Dạ, con xin phép. Sương có nghĩ là thằng Long với con Ngân tụi nó đã quên hết chưa? Tôi với ông làm cha làm mẹ, không lẽ không hiểu được con mình sao? Cho dù thằng Long với con Ngân có làm bộ quên đi nữa thì cũng phải cố làm theo y như thật, y như hồi nãy đi. Tụi nó mới không còn ái ngại nữa. Từ từ tụi nó quen rồi cũng sẽ quên thôi. Em sao vậy? Anh Hữu à, cho em xin lỗi chuyện hồi nãy nha. Em chỉ muốn cho anh Long mau quên chuyện cũ thôi. Ngân nè, anh biết chứ, đó là điều cần thiết. Còn anh chỉ cần được ở bên cạnh em là anh vui rồi. Ngân, sao em không thử cho anh cơ hội? Em bị tàn tật vậy mà, em sợ làm khổ anh. Em đừng có bi quan như vậy. Nhất định em sẽ được chữa khỏi. Cho dù em có bị tàn tật đi chăng nữa, anh cũng sẽ ở bên cạnh em. Tụi mình bắt đầu lại được không em? Nhi. Ủa, anh Long. Em tới đây xin phỏng vấn hả? Dạ, hôm trước công ty có gọi tới, nói là tuyển thư ký cho phó tổng giám đốc. Em tưởng là anh Khánh nên em định không có nhận lời. Nhưng mà công ty nói không phải, anh Khánh đã nghỉ việc rồi, cho nên em mới tới đây thử sức. Dòng cuối cùng anh là người phỏng vấn em đó. Anh? Ừ. Như vậy anh là phó tổng giám đốc hả? Anh thay chỗ của anh Khánh. Sao, bây giờ biết là anh có muốn làm gì với anh nữa không? Tất nhiên rồi, mình là bạn bè. Mà em cũng thích môi trường làm việc bên Trần Gia. Chỉ sợ là có nhiều ứng cử viên giỏi quá. Em lo gì, anh là người phỏng vấn cuối cùng mà. Hy vọng là từ nay chúng ta sẽ làm việc vui vẻ với nhau. Nhất định rồi. Nhưng mà em chỉ sợ là người ta nói em lại được thiên vị. Thiên vị cái gì chứ, em vẫn phỏng vấn bình thường như mọi người mà. Với lại hồ sơ của em lại nổi trội hơn mọi người nữa, cho nên đâu có gì gọi là thiên vị. Sương sao vậy? Lại thấy mệt nữa hả? Không, tôi không sao. Lâu lâu cứ mệt vậy thôi. Hãy Sương cứ phẫu thuật đi. Bây giờ y học tiên tiến, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Tôi biết sức khỏe của tôi mà, ông khỏi phải lo. Nhưng tôi chỉ lo cho sức khỏe của Sương thôi, sợ bệnh tình ngày càng nặng. Tôi bây giờ cũng không còn màng chuyện sống chết nữa. Điều tôi mong muốn nhất là thấy con Ngân nó bình phục, sống hạnh phúc. Nếu tôi có chuyện gì, ông phải hứa với tôi là phải lo lắng, chăm sóc cho con Ngân nghe. Vì nó đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. Sương yên tâm, chỉ khi nào tôi chết đi thì tôi mới bỏ nó thôi. Cũng như tình cảm của tôi với Sương vậy. Sương, Sương có thể tha thứ cho tôi được không? Dù cũng đã muộn màng, nhưng tôi thực sự mong có thể cùng Sương tương tựa nhau đi hết quãng đời còn lại. Tôi xin lỗi, tôi không nên nói những câu này mới đúng.
Tôi không xứng đáng với Sương mà. Thật ra alo, chào chú. Khải hả? Lâu quá không gặp con. Dạ, con có tin tốt lành, muốn báo cho chú nè. Con nói đi. Đúng là ông trời rong ruổi. Con đi tìm bấy lâu nay mà không có tin gì của dì Lan. Hay ngờ sáng nay dì Lan tìm con. Dì muốn con tìm tung tích của dì. Dạ, con đã đưa dì Lan tới nhà của chú rồi. Vậy hả? Được rồi con. Cho hỏi có phải nhà ông Hoàng không ạ? Bà Lan. Là tôi đây. Tôi nghe ông mới tìm được thằng Duy. Con tôi đâu rồi? Nó đang ở công ty. Bao nhiêu năm nay tôi cho người tìm kiếm bà mà không có tung tích gì hết. Chào chị. Thì ra cuối cùng hai người cũng ở với nhau. Chị đừng hiểu lầm. Tôi với ông Hoàng không phải như chị nghĩ đâu. Chuyện năm xưa tôi thiệt lòng xin lỗi chị. Không phải lỗi của Sương, là do tôi lừa dối Sương thôi. Hai người không cần giải thích gì nữa. Mấy chục năm rồi tôi cũng không còn để tâm. Hai người có ra sao cũng không liên quan gì tới tôi. Điều tôi quan tâm bây giờ là con trai của tôi. Được rồi, để tôi gọi điện cho thằng Duy về liền. Thôi, tôi xin phép vô trong. Long, con còn ở công ty không? Về nhà liền nghe con. Bà vào nhà uống nước đi. Mời ông chủ. Dạ mời bà. Tôi xin lỗi bà. Vì tôi mà mẹ con bà phải xa cách nhau. Tôi nghe cậu Khải nói lại, ông cũng tìm kiếm thằng Duy bấy lâu nay. Đúng là thằng Duy sướng. Nó ở với ông là được rồi. Đời tôi không có gì may mắn, nhiều biến cố xảy ra. Tôi may mắn chết đi sống lại trong một vụ tai nạn. Ông biết không, tôi đã nghiệm ra được nhiều điều và đã buông bỏ nhiều thứ. Ông sai tôi cũng có phần không đúng. Bây giờ tìm được thằng Duy là tôi đã mãn nguyện rồi. Tôi với ông giờ mỗi người đã có cuộc sống riêng. Chuyện quá khứ thì cứ để nó khép lại. Cảm ơn bà nhiều lắm. Dạ ba. Nó là thằng Duy đó. Vì là anh ơi, xoài bán sao anh? 30.000 ký. Con ơi, con chạy. Con có sao không? Chạy lại đi. Con có sao không vậy? Dạ con không có sao. Túi của cô nè. Cảm ơn con nha. Mai là có dạ, con cô không sao. Cũng hên là có con á. Mai cô về Mỹ rồi, cô mà mất visa là coi như là xong, là chết luôn á. Nếu như vậy mai mốt cô ra đường á, cầm theo cái giỏ phải cẩn thận như cô. Cô biết rồi. Hình như con đã từng gặp dì thì phải. Con đã từng giúp dì lấy lại cái giỏ, có đúng như vậy không? Đâu có phải là thằng Duy không ông? Bây giờ cha mẹ nuôi đặt tên cho nó là Long. Long, đây là mẹ ruột của con đó. Lúc đó mẹ về nước, mẹ nghe có một hoàn cảnh giống y hệt như con, nhưng khi gặp thì không phải là con. Duy ơi, mẹ nhớ con nhiều lắm. Mấy chục năm nay mẹ đều nhờ người ở Việt Nam đi kiếm con. Có tin gì của con là mẹ bay về liền.
Con có biết mấy chục năm nay mẹ nhớ con lắm không chị? Chúc mừng Long, cuối cùng thì gia đình cũng đã đoàn tụ rồi. Cơm với gia đình. Nhà ông cứ tự nhiên đi. Tôi muốn ở với thằng Long. Bà, vậy con đi với mẹ nha ba. Ừ. Cảm ơn ông. Long, đi con. Tôi đi nha. Ừ, bà đi. Tôi đi nha. Ngồi xuống uống nước đi con. Dạ. Cuối cùng thì Long cũng đã gặp được mẹ ruột rồi. Coi như tâm nguyện của bác đã được hoàn thành. Vô đi con. Mẹ ở đây hả mẹ? Ừ, đây là nhà của bà ngoại con. Bà ngoại á đã theo mẹ qua sống ở bên Mỹ rồi mất ở bên đó luôn. Nhưng bà ngoại không có muốn bán căn nhà này. Mỗi lần về Việt Nam á, mẹ đều ở đây. Dạ. Con. Dạ. Con điện thoại cho mẹ nuôi của con nha. Mẹ muốn nói chuyện một chút. Dạ. Long hả con? Dạ con nè mẹ. Về nhà chưa hay con ở công ty? Dạ con đang ngồi kế bên mẹ của con. Mẹ con đã tìm được con. Ồ, rồi. Vậy hả? Dạ. Giờ mẹ ruột con muốn nói chuyện với mẹ. Mẹ nói chuyện với mẹ ruột con nha. Alo. Chào chị Tư. Tôi là Lan nè, mẹ của thằng Long. Dạ chào chị. Tôi mới tìm được thằng Long. Thiệt tình là tôi cảm ơn chị. Mấy chục năm qua, chị đã lo lắng, đã nuôi dưỡng cho thằng Long con tôi. Có gì đâu chị. Tuy thằng Long là con nuôi, nhưng tôi thương nó đâu có khác gì con ruột của mình. Ơn này của chị, tôi không biết làm sao mà trả nữa. Ngày mai, tôi sẽ nói thằng Long chở tôi về dưới để thăm chị. Dạ thôi chị, không cần đâu. Sao mà không được, tôi phải gặp mặt chị. Để nói lời cảm ơn với chị. Thôi hay vậy nè, để ngày mai tôi lên trên đó rồi mình gặp nhau ha. Chị Dân Long khỏi xuống đây mất công lắm. Vậy hả chị? Dạ. Vậy có gì chị lên đây nha. Dạ, dạ, dạ chị. Chị lên đây rồi mình gặp nhau. Dạ. Dạ. Dạ, dạ thôi nha chị. Dạ, dạ. Mẹ tính cùng con về dưới mà chị Tư chỉ cản. Chị nói thôi để ngày mai chị lên. Dạ. Chủ nhật này tôi sẽ qua bên Lào. Anh chuẩn bị tiền đi. Yên tâm đi. Tôi có chuyện này muốn hỏi anh. Chuyện gì? Về người đàn bà mà mình đã từng gặp trong quán cà phê.
Sao tự nhiên lại hỏi bà? Bà chính là mẹ ruột của thằng Long. Anh đã từng nói với tôi là bà gian díu với ba anh để có thai mà. Bà có một mình đó là con sao? Với ông Hoàng thì chỉ có một mình nó. Còn không biết sau chuyện ông Hoàng, bà có đi bước nữa hay không. Năm xưa bà lén lút gian díu với ba tôi. Lúc đang có chồng, ba tôi đòi ly dị với mẹ tôi, lý do là bà có thai. Sau đó thì ba tôi bị tai nạn chết, cho nên mẹ con tôi cũng không quan tâm tới bà. Nếu tính theo tuổi tác, có thể thằng Long là con của ba tôi. Vậy sao? Ừ, khả năng rất cao. Tôi có cách này, sẽ lợi cả đôi đường cho cả tôi và anh. Chị Sáu. Chị Ba. Đang nấu cơm hả chị? Ủa sao chị dậy sớm quá vậy? Xuống coi chị cần gì không tôi phụ nè. Có gì làm không? Tôi cũng sắp xong rồi. Nhìn mặt chị xanh xao quá. Bộ chị trở bệnh lại rồi hả? Ôi, bệnh tôi thì cứ lâu lâu tái rồi lại hết. Không có gì đâu chị. Chị có tâm sự gì phải không? Chuyện của bà Lan, vợ cũ ông chủ phải không? Dạ. Chắc là tôi dọn ra ngoài ở lại. Tôi không muốn chị Lan hiểu lầm. Dù gì ông chủ với bà Lan cũng ly dị lâu rồi. Còn ông với chị cũng đâu có nói lại tình xưa với nhau đâu. Hai người chỉ chăm sóc cho cô Ngân thôi mà. Có gì đâu mà chị ngại. Sương à, Sương được dọn đi. Ông chủ. Tôi muốn được chăm sóc cho Sương với con Ngân. Tôi đã nói với Sương rồi. Bà Lan đã buông bỏ hết mọi chuyện cũ, cũng không còn để tâm gì tới tụi mình nữa đâu. Sương, nghe tôi đi Sương. Bây giờ và sau này, chắc con Ngân nó sẽ cần ông hơn tôi. Vậy thì tôi sẽ ở lại. Nó khỏe tôi sẽ đi. Thôi, tôi lên phòng với con. Tôi cảm ơn chị hết sức. Bao nhiêu năm qua chị đã chăm sóc nuôi dưỡng thằng Long. Nếu không thì tôi không có cơ hội để gặp được nó. Có gì đâu chị. Tôi cũng phải cảm ơn ông trời vì đã cho thằng Long nó đến với tôi. Anh nghe này Nhi. Vậy hả? Được rồi, anh sẽ tới liền. Có chuyện gì vậy con? Dạ, công ty con có chút việc. Bây giờ con phải tới công ty rồi con sẽ về liền. Ừ, có việc thì con cứ đi đi. Để mẹ ở đây với mẹ con được rồi. Dạ, con xin phép hai mẹ con đi. Ừ, con đi đi. Dạ, con xin đi phép. Đi đi con. Có phải thằng Long chính là con của ba tôi với bà không? Ý của cậu là sao? Tôi chỉ cần 1 tỷ. Nếu có 1 tỷ, tôi sẽ im lặng. Mẹ ơi, mẹ sao vậy mẹ? Mẹ ơi mẹ, tỉnh lại đi mẹ. Mẹ ơi mẹ, tỉnh lại mẹ ơi. Mẹ ơi, tỉnh lại đi mẹ. Mẹ ơi, tôi không tập nữa đâu. Không tập nữa. Ngân, bình tĩnh đi. Em là một cô gái kiên trì mà, đúng. Em phải cố gắng chứ, để vì ba cũng yên tâm mà đi công tác.